ở ớt ít ít thôi, ở ớt ngay dưới ít ít thôi, để trên ăn dí trên. Không, cục này không được đẹp. Ê, mình đang ngồi vậy luôn á. Về rồi là hết đám luôn à. Ừ. Không bán luôn đó. Người đẹp mà phải đi tới đi lui rồi đi cho tới. Làm mấy chuyện lặt vặt được rồi, những cái đụng vô mấy đầu này. Dẹp dẹo được mới được chứ. Dịch vụ trang trí cưới hỏi khang trang, âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện lễ nghĩa cùng với gia đình nữ chủ hôn. Xin kính mời tất cả quý vị khách quý chúng ta hướng mắt về phía sân khấu và chương trình nghi thức lễ du quy của cô dâu Hồng Luyến, Sáng Duyên cùng chú rể Hoài Khang xin được phép bắt đầu. Chào đón tất cả quý vị khách quý cùng những người bạn thân thiết của gia đình đã có mặt tại cư nhà chúng tôi để tham dự lễ du quy của cô dâu Hồng Luyến, Sánh Duyên cùng chú rể Hoài Khang. Lời đầu tiên xin chúc cho Tân Lan và Tân Nương được trăm năm hạnh phúc. Thay mặt cho hai bên gia đình đồng hành cùng dịch vụ trang trí hỏi khang trang kết hợp cùng âm thanh ánh sáng lê nghĩa xin gửi đến toàn thể quý vị với lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng trân trọng nhất. Quý vị và các kính mến, trời đất giao hòa, trăm hoa đua nở, báo một mùa xuân mới đã lại về. Mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc, lứa đôi. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 1 âm lịch năm Quý Mão, là ngày gia đình nữ chủ hôn tổ chức lễ du quy cô dâu Hồng Luyến, Sáng Duyên cùng chú rể Hoài Khang. Và chúng tôi những người thực hiện chương trình xin chúc cho Tân Lan và Tân Nương được trăm năm tình son sắt, bạc đầu nghĩa thủy chung, sống trọn bên nhau suốt đời. Và ngay giây phút này đây xin kính mời tất cả các quý chúng ta hướng mắt về phía sân khấu chào đón các quyên lương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong trang phục lễ cưới sáng hôm nay, cô dâu Hồng Luyến và chú rể Hoài Khang hỏi tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Một trở thành lớn để chúc mừng con gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống đẹp yêu nhau.
dây trầu quấn lấy thân câu, chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Và kính thưa quý vị và khách kính mến, được sinh ra trên đời, được sống trong tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ, đó chính là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng không gì có thể so sánh được. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới đâm trời nảy lộc, và nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Vì vậy trong ngày thành gia lập thất thế này không thể nào thiếu được sự diện của cái đấng sinh thành. Và ngay sau đây con xin trân trọng giới thiệu về phía mọi nhà gái, ông Hoàng Giao và bà Trần Thị Kim Chi là song thân của mẫu của cô dâu Hồng Luyến sẽ tiến về sân khấu. Một cảm tạ lớn để chúc mừng. Của chúng tôi lúc này đây đó là một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp, một đại gia đình hạnh phúc nhất trong buổi lễ vô vi sáng hôm nay. Và vì họ nhà trai chúng tôi bữa nay cũng là một ngày nhóm họ cho nên không thể ra đây lên trên sân khấu để hiện kiến toàn thể quý vị, mong tất cả các quý vui lòng bỏ qua cho. Và để thay lời cảm ơn tri ân đến toàn thể vị khách quý, xin kính mời quý gia đình cũng như cô dâu và chú rể sẽ có một cái cúi đầu sau ba đi đến của MC thay lời cảm ơn tri ân đến tất cả vị khách quý đang có mặt trong lễ vô quy sáng hôm nay. 3, 2, 1, kính lễ. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt, cha nuôi con bằng những giọt mặn mồ hôi. Công cha, nghĩa mẹ là tình cảm lớn lao mà cho dù chúng ta gánh trên vai đi hết cả cuộc đời cũng không làm sao so sánh được. Hơn 9 tháng cưu mang, hơn 20 năm nuôi dạy con mình thương lớn. Để cùng nhau chúc mừng bên nữ chú hôn chúng tôi có được thể thảo đi ạ. À, ly bị đâu hết rồi ạ? Hãy rớt thằng đây đi ạ. 3, 2, 1, vô. Và kính thưa quý vị quan khách kính mến, và quý vị đang nhìn ngắm đôi chúng tôi đang tay trong tay rót chai rượu đầu tiên, rượu trăm năm hạnh phúc của mình. Và những dòng rượu chảy tràn thất ly chứng tỏ tình yêu hai người luôn tràn trề nồng nàn và không bao giờ cạn. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao duyên thắm, ta về bên nhau cùng chung vững bước mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Và sau khi chai rượu đầu tiên rót xong, xin mời đôi chúng ta chuẩn bị rót chai rượu thứ hai để cho có đôi có cặp trong ngày vui hôm nay. Thắm ly đẹp bởi rượu hồng, tình ta đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa uống đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh đây xin uống cạn để say suốt đời. Rượu trăm năm rót xong, xin mời đôi chúng ta hãy tiến về giữa sân khấu chuẩn bị uống rượu giao môi hợp cảnh trong ngày vui của mình. Chúng ta hãy chuẩn bị tròn tay nhau đi ạ, để chuẩn bị uống rượu giao môi hợp cảnh trong ngày vui hôm nay. Sau ba tiếng đếm của MC ạ. Và kính thưa quý vị khách kính mến, hòa vào không khí ngày hôm nay thì xin mời tất cả các quý chúng ta hãy rót cả đầy những viên nước ngọt của mình để cùng nhau chúc mừng với chúng tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay đi ạ. Quý vị đâu hết rồi ạ? Hãy giơ cao tất cả để chúc mừng với chúng tôi đi ạ. 3, 2, 1.
rượu hồng ta nhấp chén say để tình ta mãi ngất ngây tháng ngày hết rồi ngày tháng trong gai bây giờ ta đã có nhau trong đời. Hình như anh có điều muốn nói, cố gắng ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên em. Ngoài cao, quý vị biết nghi thức gì chưa hả? Một người thì nói chưa, không biết, còn người nói hôn đi. Vạn si thấy rằng trên tay của dâu chú rể chúng ta đã đeo nhẫn rồi mà ta thường có câu em ơi nhẫn đã trao rồi giờ đây được hôn môi chứ nào có được chứ mày nếu được cái cháu ta lớn đi đâu em chúng ta trao cho đôi phút trên sân khấu đi ạ. Và xin mời chú rể hãy ôm eo cô dâu một bờ eo xinh xắn nhỏ nhắn và xin mời cô dâu hãy bá vai chú rể một bờ vai vững chắc đã chèo lái con thần tình của mình mai sau. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy về sân khấu đi ạ. 3, 2, 1, 3, 2. Anh trao em một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn này anh nguyện gửi về em. Ngày hôn lễ em là cô dâu Thảo. Chú rể hiền anh nguyện mãi yêu em. Và nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại nghi thức lễ chu vi cô dâu Hồng Luyến sánh duyên cùng chú rể Hoài Khang. Quý vị ơi, hãy chơi cùng cánh tay lắng cho mình. Cũng như chuẩn bị cho lòng ngoài cho nhau hơn là câu cảnh của mình đưa chúng tôi đi nha.